nối thành công từ chương trình Thời trang và nhân vật, chương trình truyền hình về thời trang mới, xu hướng và phong cách, được đầu tư về chất lượng hình ảnh và quy mô sản xuất, vừa giới thiệu show diễn thời trang xu hướng thu đông 2017 đến từ các thương hiệu quốc tế như Calorino, Honista và Sojong. Các thương hiệu quốc tế vừa giới thiệu 3 bộ sưu tập thời trang cho mùa thu đông 2017 trong chương trình xu hướng và phong cách tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết hợp trang phục với phụ kiện, bộ sưu tập của Calorino tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, tự tin và thanh lịch cho phái nữ. Thương hiệu Sojong trình làng những mẫu trang phục thường ngày với xu hướng tối giản bằng chất liệu khaki và vải có tính ứng dụng cao. Bộ sưu tập Honista lấy ý tưởng từ bóng tối trong mỗi con người, những nội tại không thể bộc lộ cho bất kỳ ai. Các nghệ nhân từ câu lạc bộ múa rối nước làng Đồng Ngư vừa mang đến một buổi trình diễn miễn phí đầy hấp dẫn tại tượng đài Lý Thái Tổ Bắc Ninh. Những câu chuyện về lịch sử văn hóa của làng quê Kinh Bắc đã được các nghệ nhân tái hiện đầy sống động, thu hút đông đảo người dân cùng thưởng thức. Các em nhỏ còn được thử điều khiển rối, khám phá và hiểu hơn về loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một này. Các học viên Sài Gòn Dance vừa có buổi tranh tài đầy sôi nổi tại nhà thiếu nhi quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc và vũ đạo đặc sắc. Các thí sinh đã lần lượt phô diễn đam mê và kỹ thuật vũ đạo với những điều nhảy ấn tượng, từ thể loại hip hop, vũ điệu Bollywood đến sexy dance. Đây cũng là cuộc so tài về ý tưởng biểu diễn đầy sáng tạo giữa các giáo viên, biên đạo của Sài Gòn Dance. Với đêm nhạc thiện nguyện Rock and Share, nhóm nhạc Parasite, Bụi Gió, Microwave và ca sĩ Phạm Anh Khoa đã cháy hết mình cùng âm nhạc với tinh thần nhiệt huyết hướng về cộng đồng và vì tụi nhỏ. Đây là lần thứ hai Rock and Share được câu lạc bộ Spikotrams 13 tổ chức nhằm quyên góp tiền mua đồ dùng học tập cho các em nhỏ vùng cao nhân mùa tựu trường. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình Toàn cảnh 24 giờ phát sóng lúc 18:30 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, Huỳnh Giao và Đào Duy thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.